năm kẻ trộm kiểm soát, tức là đấy, cái hình ảnh nó nói lên tất cả. Mình làm việc rất chăm chỉ, nhưng nó cứ kéo cái cục kiểm soát của mình nó xuống, nó cứ kéo cục kiểm soát của mình xuống, không hiểu tại sao. Thì một đó là do cái gì? Bạn không có khả năng nói không. Bạn không có khả năng, tức là sao? Bạn không có khả năng nói không với những cái điều không trong mục tiêu của bạn, những cuộc hẹn không trong mục tiêu của bạn, những cuộc nhậu không trong mục tiêu của bạn, những cái lời đề nghị không trong mục tiêu của bạn. Bây giờ có rất nhiều lời đề nghị, ô làm cái A đi, làm cái B, làm cái C đi, nhưng mà bạn thực sự làm cái đấy có phục vụ trong mục tiêu của bạn hay không, hay vì cản nể đó. Hàng ngày, một ngày của bạn, bạn dành thời gian bao nhiêu thời gian bạn làm những cái việc mà người ta cứ nhờ bạn, hoặc là rủ bạn cái nọ cái kia, bạn cứ phải đồng ý đó, thì bạn phải nói dám nói không. Đặc biệt những người mà có tính gọi là theo DISC, có tính ép cao, tức là hay cản nể, hay cản nể, thì cẩn thận với cái này, cẩn thận với cái này. Bởi vì đôi khi bạn làm nhiều việc nhưng mà không được ghi nhận, bởi vì bạn không làm đúng cái việc quan trọng, toàn đi làm những cái việc mà gọi là không đâu ạ. Thứ hai là gì? Sợ sự lộn xộn. Ngày xưa việc bị dính cái này, tức là sao? Mình sợ là mục tiêu của mình cao quá và mình phải làm nhiều việc quá, có thể là cái gia đình mình lại không, mình không sắp xếp được gia đình để mà có thể làm được những mục tiêu cao như thế. Nhưng mà sai, bởi vì sao? Nó đều có cái cách cả, đều sắp xếp được gia đình. Ví dụ như hôm nay Việt đang ngồi đây, con thì bà ngoại đang chăm, vợ mình nói trước với vợ, vợ tạo điều kiện để mình có thể là hết sức để mình có thể làm. Lúc đầu nó cũng chật choạc nhé, nhưng ngày xưa bởi vì mình cứ sợ sự lộn xộn, mình sợ là ôi chết mình phải làm nhiều như thế thì thời gian đâu, rồi con cái, đừng có giải pháp hết, đừng có sợ sự lộn xộn, tất cả đều có giải pháp. Đó, đều sắp xếp được hết, đều sắp xếp được hết. Người ta còn còn doanh nghiệp cả nghìn tỷ, 5 đứa con mà vẫn sắp xếp được, mà đều có sự sắp xếp được, đừng sợ sự lộn xộn, sẽ có giải pháp hết nhá. Cái thứ ba là gì? Các thói quen tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe, tức là sao? Tức là bạn không có rèn luyện sức khỏe nên bị việc. Có một bạn đồng nghiệp nữ rất hay ốm vặt, rất hay ốm vặt và nhiều khi hiệu suất rất thấp. Đó. Thế thì bây giờ cũng chả biết làm thế nào được, bởi vì sao? Nói ốm thì mới làm nào, mình mắng trời đó làm sao được. Đó thì chú ý đến những thói quen, đặc biệt những thói quen ăn uống thức khuya là phải chú ý, bởi vì thể lý nó sẽ quyết định rất nhiều đến cái tâm trạng, đến khả năng của bạn đấy, khả năng làm việc đấy. Càng lớn tuổi cái này càng cao, nên là bắt đầu bây giờ mình rèn luyện được luôn thì rất ok. Như như việc là 3 năm nay rèn luyện, 3 năm nay rồi ngày nào cũng 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 chạy bộ, hoặc là tập một hôm nào mà mưa thì là chống đẩy, hoặc là squat, ngày nào cũng thế, ngày nào cũng thế, ngày nào cũng thế nha anh chị, chứ không phải tháng nào đâu mà ngày nào cũng thế. Nếu mà không chạy được thì cũng phải chống đẩy 20 cái. Vũ có biết này, lâu lâu là đang làm xong là xuống là chống đẩy cho đủ KPI để phải khỏe. Thứ tư là môi trường không hỗ trợ cho các mục tiêu của bạn, môi trường không hỗ trợ cho các mục tiêu của bạn, hoặc là môi trường là môi trường bạn bè của mình, môi trường bạn bè của mình, để xem lại đi đó. Để nó nếu mà cái môi trường xung quanh mình nó toàn nói những điều tiêu cực thì rất khó để mình lại đấu lại với nó được, bởi vì cái ý chí của mình nó sẽ giảm dần theo thời gian. Tiếp theo là gì? Không biết ưu tiên đấy, không biết ưu tiên đấy. Các bạn sẽ thấy nhá, là đầu ngày ấy, bạn mà xử lý công việc rất nhanh buổi sáng, nhưng càng về 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 chiều ấy, mà làm cái việc gì đó hoặc là cái gì không như ý là mình hay bị tức, hoặc là không nghĩ ra được. Đầu giờ sáng mà có việc gì không như ý đến với mình rất dễ bỏ qua, nhưng đến cuối giờ chiều mà cái việc gì đó không như ý đến mình rất dễ có, bởi vì lúc ấy thể lý của mình nó xuống rồi, sức mạnh ý chí nó có hạn thôi. Ngày xưa mình cứ bị ảo, thế là sao không biết ưu tiên những việc quan trọng toàn đẩy xuống dưới là chết dở, đúng không ạ? Những việc ưu tiên đẩy xuống dưới là chết dở luôn đấy. Nên tại sao có nhiều cuốn sách nó nói là gì, hãy ăn con ếch của bạn vào sáng sớm. Với con ếch là những cái việc mà khó chịu nhất, à gọi là khó nhất, khó nhằn nhất, thì bạn phải ăn vào sáng sớm, bởi vì lúc đấy ý chí của bạn mạnh, sức khỏe của bạn mạnh, bạn thấy sáng dậy, bạn dậy sớm là nó rất là khỏe, cảm thấy rất là minh mẫn. Nên là nếu nhiều người không biết về cái nguyên lý này, toàn dùng cái thời gian sáng sớm cho những cái việc xem Facebook, lướt TikTok, rồi toàn những việc vớ vẩn đấy. Từ ngày Việt biết cái nguyên lý này, Việt nghiệm ra nguyên lý này thì cứ làm những việc quan trọng rồi. Tí nữa Việt cho các bạn xem cái channel về quản lý công việc của Việt sẽ thấy là như này đó. Thế là 5 kẻ trộm nhé, đừng để nó làm mất cái hiệu suất của mình. Chăm chỉ nhưng mà lại cứ bị mất, lúc nào thấy bận nhưng mà lại không không ra hiệu quả.